Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con trong dòng họ, trong mỗi lần gặp mặt, tâm nguyện của hội đồng dòng họ các cấp rất muốn chia sẻ thêm thông tin để con cháu dòng họ đỡ đầu khắp mọi miền tổ quốc thêm nhiều, thêm yêu, thêm tự hào và kính trọng cội nguồn tổ tiên, để từ đó ra sức phấn đấu thi đua, đóng góp tích cực xây dựng quê hương nước nhà ngày càng vững mạnh. Với tinh thần đó, tại cuộc họp mặt lần thứ 20 này, được sự đồng ý của hội đồng dòng họ Đỗ Đậu Việt Nam qua hình thức sân khấu hóa, dòng họ Đỗ Đậu tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình văn nghệ đặc sắc nhằm tái hiện lại lịch sử của dòng họ Đỗ Đậu từ xa xưa với chủ đề vinh quang dòng họ Đỗ Đậu Việt Nam. Chỉ đạo nội dung, hội đồng họ Đỗ Đậu Việt Nam chỉ đạo và biên soạn kịch bản, tiến sĩ Đỗ Đức Ti, phó chủ tịch hội đồng họ Đỗ Việt Nam, chủ tịch hội đồng họ Đỗ Đậu Thanh Hóa. Tổ chức thực hiện, các nghệ sĩ là con cháu dâu rể họ Đỗ Đậu Thanh Hóa phối hợp cùng các nghệ sĩ của các làng nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa. Sau đây, chương trình văn nghệ xin phép được bắt đầu. Theo cổ lôi ngọc phả truyền thư, Bách Việt tộc phả, quốc mẫu tên thật là Đỗ Thị Đoan Trang, thường gọi là Đỗ Quý Thị, quý là ngoan, quê gốc ở vùng Nghi Tàm Hồ Tây, cụ nhiều năm tu luyện theo đạo Sa Bà ở động Tiên Phi, tỉnh Hòa Bình ngày nay. Đạo hiệu của người là Hương Vân Cái Bồ Tát. Cách đây khoảng 5.000 năm, khi loài người còn sống trong chế độ mẫu hệ, cụ sinh hạ được một người con trai tên Húy là Lộc Tục, hiệu là Kinh Dương Vương, được giao quyền thay cha cai trị nước Xích Quỷ. Kinh Dương Vương sinh được 5 người con, một người mất sớm. Lạc Long Quân là con thứ 3, được trao đứng đầu nước Văn Lan năm 2879 trước công nguyên, mở đầu triều đại Hùng Vương. Khi cai trị nước Xích Quỷ, Kinh Dương Vương đã đón mẹ là bà Đỗ Quý Thị từ nơi tu hành về tôn làm quốc mẫu Nam Triều Thánh Tổ Kinh Dương Vương. Quốc mẫu có 8 người em trai, có công lớn trong việc giúp nước Xích Quỷ. Đến khi nhà nước Văn Lang ra đời, 8 ngài còn có tên gọi là Bát Bộ Kim Cương, được thờ tự tại các chùa. Mộ của Bát Bộ Kim Cương theo gia phả cũ nằm ở Gò Thềm Thừ, vùng Ba La, Hà Đông. Gò Thềm Thừ có miếu thờ các vị và 2 bia cột đá hình trụ vuông, cao trên 1 mét, mỗi cạnh vuông 40 cm. Đỉnh mỗi trụ có hình con cóc. Phần thân của 2 bia cột đá có 4 câu thơ. Vào năm 1789, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đã dịch như sau: lối cũ dấu thơm, nghìn xưa còn đó, cây to báu vật, muôn thuở còn đây. Chị nước Xích Quỷ, con đã biết khuyên bảo mọi người làm điều thiện, thương quý giúp đỡ lẫn nhau, chống lại thú dữ và bão táp mưa sa, săn bắn hái lượm, làm cho cuộc sống đủ đầy, con người nảy nở sinh sôi. Dạ, xin đội ơn quốc mẫu đã có lời khen. Nay nghiệp tu hành của ta đã viên mãn, ta và 8 cậu của con được Phật tổ đón về đất Phật. Ta muốn con theo cùng ta với đạo hiệu là Diệu Tín. Dạ thưa quốc mẫu. Con nên trao quyền cai trị đất nước cho Lạc Long Quân, con trai thứ 3 của con. Ta thấy Lạc Long Quân tư chất hơn người, đức độ nhân từ, ý con thế nào? Dạ, con xin vâng lời quốc mẫu. Ta khá khen cho thiền sư Lạc Long Quân con. Dạ, con xin cúi đầu nghe quốc mẫu chỉ dạy. Họ Đỗ ta tu hành đạo Phật, nên con phải trọng chữ nhân đức làm đầu, phải thương yêu che chở cho chúng dân, phải mở mang bờ cõi,
có rừng, có biển, răn dạy cháu con đời nối đời phải làm điều thiện, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Hương vân cái Bồ Tát ta cùng Bát Bộ Kim Cương Thiền Sư sẽ luôn phù trợ cho đất nước, phù trợ cho các con. Dạ, con xin ghi lòng tác giả lời dạy của quốc mẫu. Con xin dập đầu bái tạ hương vân cái Bồ Tát, Bát Bộ Kim Cương và Thiền Sư. Linh thiêng dòng tộc họ Đỗ Đầu Việt Nam, từ thuở hồng hoang hơn 5.000 năm trước, họ Đỗ Đầu Việt Nam gắn với cội nguồn dân tộc nước Văn Lang, lần theo Ngọc Phả tôn kính những vị tổ tối cao. Theo Cổ Lôi Ngọc Phả truyền thư, Bách Việt tộc Phả, đức bà họ Đỗ là công chúa Đoan Trang, cụ tu theo đạo Sa Bà, sinh ngày 8 tháng 4 âm lịch, hóa ngày rằm tháng 7 âm lịch ở nội tích Đại Lôi, Ba La, Hà Đông. Dân thờ cụ tại chùa Đại Bi, hiệu Tín Thiền Sư, hương vân cái Bồ Tát. Cụ có 8 người em trai là Bát Bộ Kim Cương, đó là cụ Đỗ Sương, hiệu là Thanh Trừ Tai Kim Cương, cụ Đỗ Tiêu, hiệu là Tịch Độc Thần Kim Cương, cụ Đỗ Kỷ, hiệu là Hoàng Tùy Cầu Kim Cương, cụ Đỗ Cương, hiệu là Bạch Tịnh Thủy Kim Cương, cụ Đỗ Trương, hiệu là Xích Thanh Hỏa Kim Cương, cụ Đỗ Dũng, hiệu là Định Trừ Tai Kim Cương, cụ Đỗ Bích, hiệu là Tử Hiền Thần Kim Cương, cụ Đỗ Trọng, hiệu là Đại Thần Lực Kim Cương. 8 người đều mang Phật hiệu, tài giỏi vô cùng, có công dạy cháu Lộc Tục từ thuở ấu thơ đến tuổi trưởng thành. Lộc Tục được vua cha Nguyễn Minh Khiết truyền ngôi trị vì nước Xích Quỷ, tự xưng là Kinh Dương Vương, tức Ngọc Hoàng Thượng Đế.